Tại Hà Nội vừa diễn ra triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam. Đã có hơn 200 doanh nghiệp là các nhà sản xuất hàng đầu tham gia trưng bày hàng chục ngàn sản phẩm điện, điện tử công nghệ mới, trưng bày các sản phẩm với 4 ngành chính bao gồm điện tử, điện gia dụng, thiết bị thông minh, máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game, linh kiện điện tử và các sản phẩm khác. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hội thảo như cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là các hoạt động kết nối thị trường ngành điện tử và thiết bị thông minh trong thời đại số. Tổ chức chương trình đào tạo ứng dụng ChatGPT trong việc xây dựng nội dung hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trên mọi nền tảng số. Triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam 2023 tại Hà Nội được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam và các nước thiết lập mối quan hệ, thúc đẩy mở rộng hợp tác và nâng cao tiêu dùng, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của ngành.